Mà bây giờ thì chúng ta cũng tiếp tục giống như thường lệ, chúng ta đi cái bản tin của Ukraine trước. Chắc quý vị cũng biết đó là gần đây á, người ta nói rất là nhiều về quả tiễn của Bắc Triều Tiên mà Nga đã sử dụng tấn công vào Ukraine trong những ngày đầu năm. Thì chúng ta đều biết là Nga đã, có thể nói là năn nỉ Kim Jong Un, Nga đã, Putin đã từng phải gặp Kim Jong Un để mà năn nỉ để mua vũ khí. Cái điều đó chúng ta biết là Bắc Triều Tiên đã bán, đã chở rất là nhiều những lô hàng vũ khí, chắc chắn trong đó là sẽ có quả tiễn. Thì cái vấn đề này á, thì Mỹ đã lên án. Sau khi nhiều ngày xác nhận thì hình như Mỹ đã xác nhận là Nga đã có sử dụng quả tiễn của Bắc Triều Tiên bắn vào Ukraine. Và Mỹ đã xác nhận điều đó. Có nghĩa là Mỹ đã bây giờ đã xác nhận rồi, nó không còn là cái tình nghi nữa. Thì Mỹ đã lên án cái việc này. Thì cái sự lên án của Mỹ thì Nguyên nói nó không có tác động với Kim Jong Un. Vì nó thực tế đó, mỡ của Kim Jong nó dày lắm. Cái trọng lượng mà cái đồ kia là cái sự đàn hồi của mỡ của Kim Jong nó dày lắm. Có sự lên án, cái sự đe dọa với Kim Jong Un nó không có cảm giác. Có thể nó là không cảm giác các quý vị. Nên là cái sự lên án của Mỹ thì nó không có tác động gì hết. Nhưng cái đặc biệt á, là người ta chú ý á, là vấn đề của Nga. Vì tại sao Nga không có công khai? Tại sao Nga không có thừa nhận? Và vừa qua thì người ta đặt câu hỏi cho phía bên ngũ giác đài, xin lỗi, phía bên quốc phòng của Nga, là cái vấn đề về quả tiễn có thật hay là giả. Bây giờ có nhiều quốc gia trên thế giới cáo buộc chúng ta là chúng ta đang sử dụng quả tiễn của Bắc Triều Tiên, thật hay là giả? Thì cái câu hỏi này nhiều phóng viên báo chí nó đã bao vây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tham mưu trưởng. Thì phía bên quốc phòng của Nga đã chọn cái biện pháp là không trả lời câu hỏi trước báo chí. Thì không trả lời thì chúng ta cũng đã hiểu rồi đúng không? Theo kiểu Việt Nam chúng ta nó là không trả lời là âm thầm đồng ý. Đó. Thì theo cái Việt Nam chúng ta là như vậy, nếu mà hỏi ý kiến dân mà dân không trả lời là âm thầm đồng ý. Thì có nghĩa là Nga tuy rằng không nói gì hết, nhưng Nga cũng đã thừa nhận cái điều đó. Thì trong cái bản tin này nó nói chúng ta hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là Nga tuy rằng bắn quả tiễn rất là nhiều, nhưng thực tế Nga cũng đang thiếu hụt quả tiễn và Nga phải cần mua quả tiễn đến từ nhiều quốc gia khác. Chứ không phải là cái sản xuất của Nga nó đầy đủ, đó là một mặt. Mà thứ hai, chúng ta đã thấy được là cái quyết tâm của Kim Jong Un không sợ trời, không sợ đất. Bất chấp những sự đe dọa của phương Tây, của NATO, của Hoa Kỳ, Kim Jong Un vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Nga. Đó là cái vấn đề mà mấy ngày hôm nay đang trở thành một cái tâm điểm và người ta nói rất rất là nhiều. Một bản tin chấn động của Ukraine nữa, sau đó chúng ta sẽ đi vào những bản tin sôi động khác. Một bản tin chấn động của Ukraine mà Nguyên mới vừa nhận được cách đây không lâu là hai chiếc máy bay không người lái đã bay sâu vào trong lãnh thổ của Nga và họ đã tấn công ngay trong cái nơi chứa dầu hỏa của Nga. Hiện bây giờ cái thành phố nó đang bốc cháy một cách dữ dội, là cái nơi kho chứa dầu hỏa của Nga nó cực kỳ là lớn và bị hai chiếc máy bay không người lái tấn công và cách thủ đô Moscow khoảng tầm 368 cây số. Đây là một cái thiệt hại nặng nề của Nga, cũng là chúng ta đã thấy được cái sự yếu kém phòng thủ của Nga nó như thế nào. Hai chiếc máy bay không người lái của Ukraine cách đây không lâu đã tạo ra được một cái tiếng vang tiếp tục để cho biết rằng là Nga bị sẽ tổn thất nặng nề trong những ngày kế tiếp. Cái nơi chứa dầu hỏa của Nga đã hoàn toàn đã bị tiêu hủy bởi hai chiếc máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Hiện bây giờ cái bản tin này phía bên chính phủ Ukraine chưa có thừa nhận là mình là kẻ thủ phạm. Vì đây là bản tin mới, nó chưa có được cái sự xác nhận. Nhưng vấn đề thiệt hại bốc cháy thì không có cái gì tranh cãi, vì hình ảnh, video đã có, đã được loan tải trên mạng. Nhưng mà chính phủ của Ukraine vẫn chưa có công bố đây là cuộc tấn công của chúng tôi. Có thể phải chờ ngày mai vì bản tin này là bản tin mới. Về thiệt hại cụ thể như thế nào, về tính mạng con người có bị tử vong hay không, thì hiện bây giờ trên thực tế thì Nguyên cũng không biết. Bởi vì những cái đoạn video nó được quay từ xa, nó quay từ xa, cái nơi mà chứa dầu nó quay từ xa, nên là chỉ có thấy bốc cháy dữ dội thôi, còn ngoài cái khác thì mình không rõ lắm. Nên cái bản tin này phải chờ thêm vài tiếng nữa thì nó sẽ có những cái chi tiết cụ thể hơn, và có thể là ngày mai Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị.
Thì chúng ta đã thấy rõ được là bắt đầu Nga bị tổn thất nặng nề ở trong, sâu vào trong, sâu vào trong. Sự tổn thất nặng nề của Nga nó càng ngày nó càng sâu, nó càng ngày nó càng tổn thất. Và cũng đây là một cái bản tin vui cho Ukraine, cái khả năng của Ukraine có thể làm tổn hại Nga sâu vào trong hạ tầng càng ngày càng nhiều. Đó là bản tin liên quan giữa Nga và Ukraine, mà hai bản tin bổ sung mà thôi. Nó có vài bản tin lặt vặt vấn đề con số ca tử vong, nguyên mạng phép không cập nhật trong diễn đàn. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua những bản tin khác. Những bản tin nào mà Nguyên thấy nó không quá hấp dẫn thì Nguyên sẽ đưa cách lẹ và không cần bình luận, cũng không cần đưa những chi tiết quá sâu sắc. Bản tin nhỏ dành đặc biệt cho các quý vị mến thương ở tại Pháp. Hiện bây giờ người ta thiếu cái niềm tin về Tổng thống Macron sau khi ông ta đổi thủ tướng. Các quý vị cũng biết là đất nước Pháp nó có một cái văn hóa rất là kỳ cựu, rất là kỳ cựu mà Nguyên vô cùng ghét. Đó là mỗi lần ông tổng thống được không được lòng dân, khi dân đang phẫn nộ với tổng thống thì cái đầu tiên nhất đó là thay đổi thủ tướng, đổ lỗi cho thủ tướng hết. Ông tổng thống sẽ đổ lỗi tất cả những sự sai phạm hay là cái sự việc mà dân bất mãn là do sự lãnh đạo yếu kém của thủ tướng, và ngay thủ tướng sẽ bị cách chức và thay thế người khác. Và trong nhiều chục năm vừa qua ở tại Pháp thường xuyên làm cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế quyền lực tối đa là tổng thống. Nhưng mà đuổi tổng thống thì khó, nhưng đuổi thủ tướng thì dễ. Nên là bây giờ thì ông tổng thống Macron đã bổ nhiệm tân thủ tướng. Nhưng là bởi vì cái thủ tướng này khá trẻ, lại là rất là thân cận và cùng cái đường lối của ông Macron, nên làm cho hiện bây giờ người dân Pháp không ai tin tưởng hết. Tình hình chính trị của Pháp đang phức tạp trong quá khứ và bây giờ càng phức tạp hơn. Và cái điều này thì trong những nguyên bảo đảm với các quý vị là Tổng thống Pháp sẽ đối đầu với cái sự phẫn nộ của dư luận và sẽ có nhiều người dân lại phiền nàn biểu tình với Tổng thống Pháp trong một thời gian từ đây rất là dài. Rất là dài. Ở nước ngoài nó dễ đổi thủ tướng lắm, đặc biệt là nước Pháp. Rất là dễ. Rất là dễ. Thủ tướng dễ bị mất chức lắm. Ít có khi nào thủ tướng nào ở hết cái nhiệm kỳ của mình lắm. Ít lắm. Ít có khi nào ông thủ tướng nào mà ngồi lâu được bền vững. Nhưng mà thủ tướng là do tổng thống là người bổ nhiệm mới chết. Mới chết. Cô chú và anh chị em, ở lực cái hiến pháp của Pháp, thủ tướng là do tổng thống bổ nhiệm, chứ chúng ta không có bỏ phiếu, chúng ta bỏ phiếu tổng tổng thống thôi. Đó là bản tin nho nhỏ về đất nước Pháp chính trị đang có trong nội bộ lục đục. Nói chung chung là cả thế giới chính trị nào cũng lục đục hết trong cái giai đoạn này. Không có nước nào mà Nguyên thấy nó yên bình hết nha. Nó trong cái giai đoạn này là cạnh tranh đảng phái nó dữ dội vô cùng. Đó là bản tin liên quan nho nhỏ riêng biệt cho đất nước Pháp mà Nguyên muốn chia sẻ các quý vị. Sẵn tiện đến Pháp rồi, chúng ta đi qua đến Hoa Kỳ luôn đi. Sau đó chúng ta quay trở lại những đề tài chính. Hoa Kỳ, vấn đề quan trọng nhất trong mấy ngày gần đây đó là liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Lloyd Austin. Hiện bây giờ ông Lloyd Austin đã nhập viện nhiều ngày nhưng vẫn không có bất cứ một cái báo cáo cụ thể y tế nào ra công chúng về tình hình sức khỏe của ông. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh mà đất nước Mỹ nó thực tế là thù trong giặc ngoài. Có nghĩa là nội bộ đất nước Mỹ đang chia rẽ, bầu cử đang vô cùng gay cấn. Vấn đề biên giới thì tiếp tục ồ ạt. Người ta ồ ạt tuy rằng cỡ này nó khắt khe hơn, nhưng mà người đi thì càng ngày càng nhiều hơn. Rồi vấn đề xung đột khắp nơi trên thế giới đang làm căng thẳng. Thì ngay trong cái giai đoạn nguy hiểm này thì ông Lloyd Austin đã ngã bệnh. Thì bởi vì cái sự sức khỏe của ổng nó không biết tình trạng nó như thế nào, thì đã có lời phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump là kêu gọi chính quyền Joe Biden hãy cắt chức ông Lloyd Austin và thay thế một người khác. Thì tất nhiên là lời kêu gọi của cựu tổng thống Trump tất nhiên nó không có tác động gì đâu, thì nói như vậy thôi. Ngoài ra vấn đề đó thì người ta ngược lại là đấm đâm sâu vào vấn đề này và kêu gọi chính quyền Joe Biden phải xin lỗi và giải thích cho người dân về tình hình cụ thể sức khỏe của ông Lloyd Austin như thế nào. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề mà sức khỏe của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, một bản tin quan trọng liên quan đến Mỹ, tình hình ở tại Trung Đông. Gần đây nhất thì có rất là nhiều tin đồn tin đoán rằng Mỹ sẽ rút ra khỏi Iraq. Mỹ rút ra khỏi Iraq. Trong một cái bối cảnh mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang nghỉ bệnh,
lại có những tin đồn là chắc các vị cũng biết đó, là tại Iraq. Lý do tại sao là bởi vì sau khi cái vấn đề Mỹ đã ám sát hai vị tướng lãnh của Iran đang chiêu mộ ở tại Iraq, đã dẫn đến cái sự phẫn nộ là không tôn trọng chủ quyền của đất nước, và Mỹ đã dùng máy bay không người lái đã ám sát hai tướng lãnh của Iran ở tại Baghdad. Nên là chính phủ của Iraq đã kêu gọi Mỹ rút gạt khỏi, và có nhiều sự việc tranh cãi trong thời gian gần đây. Và người ta có những tin đồn là Mỹ đã chuẩn bị rút gạt khỏi Iraq. Thì ngay lập tức ngày hôm nay, đại diện qua tướng lãnh, đại diện cho ngũ ngũ giác đài, ông ta đã công bố rằng là chuyện đó không có. Mỹ sẽ không rút gạt khỏi Iraq. Bảo đảm với các quý vị không thể rút bây giờ. Trong tương lai có thể, nhưng bây giờ thì không. Tình hình Trung Đông bây giờ nó quá nóng. Tình hình Trung Đông bây giờ nó quá nguy hiểm. Mỹ phải còn phải đem viện trợ binh sĩ nhiều hơn nữa. Mỹ bây giờ củng cố ở tại Biển Đỏ, ở tại biển ở miền Bắc Mediterranean. Mỹ đang củng cố cái sườn. Pháp cũng đã gửi binh sĩ hàng loạt đến Tân, không thể nào rút ra khỏi khu vực Trung Đông được bây giờ. Vì Trung Đông có thể là cái chảo lửa tương lai, đặc biệt là phải giữa năm 2024 có thể trở thành cái chảo lửa tương lai, Mỹ không thể nào rút ra khỏi. Nên là ngũ giác đài đã công bố chính thức ngày hôm nay để dập tắt cái tin đồn là Mỹ sẽ rút ra khỏi Trung Đông. Không có. Không có, không rút ra khỏi Iraq 100%. Mỹ sẽ ở đó mà còn có thể diện binh thêm nữa, diện binh thêm nữa. Lý do là bởi vì các vị cũng biết á, là Mỹ có cái đồng minh là Do Thái, mà xung quanh đất nước Do Thái là kẻ thù không. Và Do Thái đang ở có thể đối phó với nhiều mặt trận khác nhau. Tổng cộng Do Thái nếu có thể tác chiến, nếu tình hình ở tại Trung Đông lan rộng, Do Thái phải đối đầu với 6 mặt trận chính. Trừ Gaza ra là Do Thái phải đối đầu với 6 mặt trận. Mà nếu không có sự yểm trợ và lực lượng của Hoa Kỳ thì Do Thái rất là chật vật và khó khăn. Đặc biệt là cái chuyện xấu ơi là xấu giữa Lebanon và Do Thái, tình hình lại leo thang thêm một cái đường nữa. Đó là cái báo cáo cụ thể là tướng lãnh chỉ huy, hay là mình kêu là những cái quan chức cao cấp của tổ chức Hezbollah đã bị tử vong ở khu vực miền Nam. Đây là cái quan chức cao cấp nhất của Hezbollah đã tử vong trong thời gian giao tranh ở tại khu vực miền Bắc Do Thái. Đây là lần đầu tiên một quan chức hay kêu là một thủ mà kêu là một cái người lãnh đạo cao cấp nhất của Hezbollah đã tử vong trong những ngày giao tranh gần đây. Cái ông này ổng thực tế là cũng chết là đúng rồi. Ổng biết là gần đây nhất thì các quý vị cũng biết là giữa Do Thái và Hezbollah ở khu vực miền Bắc Do Thái nó đang giao tranh bắn qua bắn lại thường xuyên. Đặc biệt là cách đây không lâu thì phía bên Hezbollah đã nã tới 62 cái rocket vào căn cứ quân sự của Do Thái. Rồi Do Thái cũng đáp trả tương tự như vậy, và mấy ngày hôm nay vẫn bắn qua bắn lại với con số là hai mươi mấy ba chục cái rocket mỗi ngày. Thì cái ông này không biết lý do tại sao ông ló đầu lên ông trái xe. Ông chạy xe mà sát biên giới của Do Thái chỉ có 6 cây số thôi. Không biết ông đi đâu, nghe nói là ông muốn đi đâu đó không biết. Và chiếc xe hơi của ông nó ở cặp biên giới của Do Thái chỉ có 6 cây số. Hỏi sao mà Do Thái họ không biết được? Trời ơi, họ còn tiêu hủy cái người mà lãnh đạo Hezbollah đứng thứ hai ngay trong thủ đô Lebanon, họ còn biết. Ông này ông dám ló đầu ở ngay trong biên giới, ông muốn chơi với lửa, ông ló đầu ra ở tại biên giới 6 cây số. Thì ngay lập tức tình báo của Do Thái đã nắm 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 rõ thông tin và cái chuyến đi của ổng, và ổng đang bị ám sát khi lúc ổng đang trực lái xe, tất nhiên ám sát qua máy bay không người lái đã tấn công quả tiễn vào chiếc xe hơi ổng đang lái, và chiếc hơi đã bốc cháy và ổng đã tử vong. Phía bên chính quyền của Hezbollah đã công bố chính thức vị lãnh đạo này đã tử vong. Đây là quan chức cao nhất từ đó đến giờ của Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Do Thái. Các vị có để ý là những cái quốc gia ở tại Trung Đông đó, họ những tướng lãnh chỉ huy, những cái người điều hành đó, họ tử vong rất là nhiều. Đặc biệt là chúng ta thấy ở tại Hamas đó, là bởi vì cái quan điểm và sự hiểu biết của họ về công nghệ vũ khí nó quá kém, quá kém. Họ đánh với cái niềm tin, họ nghĩ là họ không bị gì hết. À, và họ nghĩ là ui xồi, bên kia cách đây 10 cây số, 20 cây số sợ gì. À,
Cái tâm lý họ suy nghĩ là như vậy. Và cái tâm lý đó nó làm cho họ đã bị ám sát rất là nhiều và họ tử vong hàng loạt. Điển hình ở tại khu vực Gaza mà chúng ta được biết, hình như là tất cả những lãnh đạo lớn có mặt mũi, có tên tuổi, chắc các vị nó nguyên con nó quỳ vốn quá. Ai mà không có mặt mũi, ai không có tên tuổi. Cái câu nói đó đó là để cho mấy cái người mà kêu là mấy ông bự đó. Các vị đừng có bắt bẻ nha. Chứ ai mà không có mặt mũi mà không có tên tuổi. Cái câu nói đó là để đại diện cho mấy ông bự đó. Thì mấy cái ông mà đầu to mặt ngựa đó, đầu trâu mặt ngựa đó, ở trong cái lực lượng mà chuột cống đó, thì bây giờ là không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại nữa. Đã hoàn toàn không còn tồn tại ở tại Gaza nữa rồi. Thì chúng ta đã thấy rõ được là cái cách sự suy nghĩ yếu kém và để cho họ không bảo vệ được tốt và tất cả những tính mạng của họ đã đều đi diện ông bà đoàn tụ miễn phí, free, free hết, đi free hết. Nên là đây là cũng là trong những cái bối cảnh mà chúng ta đã thấy rõ được là tình hình Trung Đông đã bắt đầu càng ngày càng nóng bỏng và Mỹ không thể nào rút ra khỏi. Và trong tương lai nó thực tế luôn các cái vậy luôn, nếu tình hình Ukraine càng lắng động chừng nào thì Trung Đông nó càng sôi động chừng ấy. Và khi Ukraine càng sôi động thì Trung Đông nó mới lắng động, nó khổ là chỗ đó đó, bởi vì ai đó lúc nào cũng đang đút lò hết, đút củi vào lửa, ai đó đang lúc nào cũng muốn hâm nóng tình hình ở tại Trung Đông và ở tại Ukraine hết, họ muốn cố tình để kéo dài cái tình hình lúc nào cũng như vậy. Vì nguyên tính chắc cái người mà đang vui thầm đó chính là Tập Cận Bình. Tập Cận Bình đang vui thầm, mục tiêu của Tập Cận Bình là nuốt trọn Đài Loan. Và nếu mà tình hình Trung Đông mà Ukraine vẫn tiếp tục cứ như vậy thì Tập Cận Bình có thể thực thi cái kế hoạch của mình. Kế hoạch của mình một cách dễ dàng hơn. Vì phương Tây, châu Âu, Mỹ đang bị cầm chân ở tại hai cuộc chiến. Nên Nguyên nghĩ là Tập Cận Bình là kẻ thủ phạm đang bỏ củi vào lửa không ngừng, cứ bỏ củi vào lửa không ngừng, và Nguyên nghĩ là ông ta đang cười thầm với cái tình trạng bối cảnh ở tại Trung Đông đang căng thẳng, vấn đề Ukraine và Nga cũng đang càng ngày càng căng thẳng, và chúng ta thấy được trong những bối cảnh nó sắp sửa rồi vài ngày nữa, Nguyên đang chờ cái lời phát biểu lần thứ ba của nhà lãnh tụ Hezbollah, họ sẽ nói như thế nào khi những tướng lãnh cao cấp của họ mới vừa thiệt mạng ngày hôm nay. Tướng lãnh cao cấp họ thiệt mạng ngày hôm nay thì Nguyên đang chờ cái lời cuối cùng ổng có thể nhận nhịn được hay không. Lần này mà ổng nhận nhịn được đó là xong rồi. Thì hiện bây giờ các vị cũng biết là tổ chức Hezbollah họ chưa bao giờ công bố chính thức tham chiến. Và họ đã nhận nhịn trong những cái cuộc giao tranh vừa qua, họ không dám, họ sợ. Nhưng bây giờ trong những tướng lãnh hàng đầu của họ bị mất như vậy thì Nguyên không biết họ sẽ như thế nào trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến Trung Đông và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam đi nào. Cho Việt Nam đi. Sẵn tiện Việt Nam bà con cô bác, anh chị em xôn xao Việt Nam mình vui lắm các vị. Việt Nam mình mà có cái chuyện gì mà lạ lạ gây sốc là Việt Nam mình lỏ lẻ lắm. Trời ơi. Việt Nam mình mà nó ngỏ ha. Người ta nó nghe tiếng nổ đó, vinh là người ta chạy xa. Phản xạ tự nhiên của con người là bỏ chạy. Nhưng mấy ông bà Việt Nam mình ngộ lắm, binh bu xuống rồi. Mình mà nghe cái tiếng nổ hay cái gì đó là ngược lại là mình chạy tới, mình chạy tới, mình live stream, mình quay phim, mình chụp ảnh, mình chụp hình, mình chia sẻ. Cái phản xạ Việt Nam mình bây giờ là như vậy đó. Nó khác với những quốc gia khác. Cái tâm lý Việt Nam bây giờ là chuyện lạ lắm. Thí dụ mình nghe cái tiếng động thì là người ta bỗng nhiên cái phản xạ sợ hãi của con người là mình phải chạy xa cái chỗ nguy hiểm. Nhưng không. Máy bay vừa lui xuống một cái, trời ông bà Việt Nam chúng ta nó bu nhau, cách 5-10 cây số nó điện thoại nó cũng chạy xe cho nó lẹ đến nó coi. Dù ở đó cái mấy chục cây số. Ê bay bay chỗ đó bay, bay bay chỗ đó bay, trời ơi nó bu như kiến luôn. Nó bu như kiến, nó vui lắm. Nó bu như kiến luôn. Lực lượng an ninh phải đi dẹp loạn. Vì sợ người ta quay, tại vì người ta cần phải điều tra, người ta phải cần cái an ninh, máy bay nó có thể nổ nhiều lần nó cũng không biết. Mấy ông bà đã bất chấp, Việt Nam bất chấp, nhất là những lúc mà cái sự vấn đề an ninh đó, nó chưa đến nó mới vui. Vấn đề mà an ninh chưa đến, trời ơi mấy ông bà đi xác 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 xác
Ừ, đi gần gần để quay cái tình trạng hiện trường để mà chia sẻ ra được những cái view, những cái like trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube. Ui, mấy ông bà nó súng nhau hết. Rồi bà con cô bác dòng họ gần xa 10 cây số, 15 20 cây số gì đổ xô ra đường phố nó nghẹt cứng. À, và đó là cái cách sống của người Việt Nam hiện tại ngày hôm nay. Đó, chúng ta đang đi theo cái phong trào về công nghệ, và chúng ta người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng với vấn đề mà truyền thông lắm. Chúng ta ảnh hưởng vấn đề truyền thông lắm. Chúng đặc biệt là chúng ta ảnh hưởng với TikTok và Facebook, bây giờ nó ảnh hưởng khủng khiếp luôn. Và cái tâm lý bây giờ già trẻ bé lớn gì cũng chơi Facebook, cũng chơi TikTok hết. À, nên là cái vấn đề mà của máy bay Việt Nam á, nó rơi trời nó làm mưa làm gió, thì Nguyên cũng muốn đi tìm hiểu cho biết. Thì đó là Sukhoi 22. Thì đầu tiên Nguyên nói Sukhoi 22 là Sukhoi gì? Thì Nguyên đi đọc tài liệu. Thì Sukhoi 22 đó là cái modem từ Sukhoi 17 cải tiến lại. Cải tiến lại. Và Sukhoi 22 được sản xuất khoảng tầm năm 1975. Trời ơi, nó đợi ông cố lỷ nào rồi. Trời ơi. Cái loại mà máy bay mà Nguyên nói là cái phi công mà lái mà phải rung tay đó. Mỗi lần lái làm đều thánh giá, trời ơi không biết chừng nào nó gớt. Chúa ơi, Phật ơi, phù hộ cho con đi, động cơ nó hoạt động tốt. Chúng ta nói về vấn đề F-61, chúng ta cười lên, chúng ta cười xuống. Thì trời ơi, Su-22 này thì là cái động cơ, nó là cái động cơ gì để các quý vị cũng biết rồi. Đó, phi công trẻ cách mấy lái cũng không nổi đâu. Nó thật là trẻ cách mấy lái cũng không có nổi. Nên là cái vấn đề máy bay nó có bị rơi đi nữa thì chuyện cũng rất là bình thường. Nó cũng rất là bình thường. Vì cái loại máy bay này đối với Nguyên là cái loại máy bay nó đã hết đát rồi, hết hết hàng sử dụng rồi. Việt Nam vẫn sử dụng là bởi vì kinh tế chúng ta yếu kém, chúng ta dùng nó để huấn luyện. Chúng ta dùng nó để huấn luyện. Chúng ta dùng nó để huấn luyện và đào tạo. Là bởi vì nó không có, kinh tế nó mắc quá. Nó rơi là đúng rồi, các vị đi nhìn cái hình ảnh đi. Trời ơi, cái nước sơn không? Cái nước sơn máy bay không mà chúng ta thấy là nó nghèo rồi đó. Cái nước sơn trên cánh đuôi máy bay không là chúng ta đã thấy nó nghèo rồi, nó ghê là đúng rồi, chứ không có cái gì mà lạ hết. À, nó không có cái gì mà phải mà chúng ta phải ngạc nhiên là nó bị rơi hết. À, nó không rơi nó mới lạ. À, đối với Nguyên mà cái xu này mà nó rơi là chuyện rất là bình thường. Các quý vị cũng biết là trên thế giới đó, tất cả cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Xe hơi cũng có giới hạn của nó, máy bay cũng có giới hạn của nó, xe tăng cũng giới hạn của nó, tàu bè cũng giới hạn. Tuy rằng nó vẫn còn hoạt động tốt nhưng đúng thời điểm là nó không hoạt động được nữa vì người ta cho rằng nó nguy hiểm. Cái sự xảy ra tai nạn nó cao là người ta sẽ đưa nó vào trong cái nghĩa địa thuộc về nó. Nhưng đối với ông bà Việt Nam của chúng ta thì cái điều đó không bao giờ có. Chừng nào máy bay nó rơi hay là cái động cơ nó không hoạt động thì nó mới được về hưu. Đó. Có nghĩa là chừng nào nó không thể bay được nữa mà ngày nào nó còn nó chậm cũng không sao mà nó bay là được. Cũng giống như xe hơi Việt Nam vậy, chạy chừng nào mà xe hơi nó không chạy được nữa thôi, chứ không phải là xe hơi nó đúng bao nhiêu cây số là nghỉ chạy, không quan trọng chuyện đó. Xe hơi là chừng nào nó chạy không nổi nữa, nó lết không nổi nữa rồi. Đó là như vậy. Tại vì sao? Vì đó là những cái quốc gia mà chúng ta không có đủ kinh phí, chúng ta không có thể đem cái, chúng ta không có đủ tiền để mà đầu tư vào. Nên là cái vấn đề tai nạn của máy bay nó là chuyện khá là bình thường. À, khá là bình thường thôi. Nó không có cái gì mà đối với Nguyên nó quá to tát. Cái vui là Nguyên thấy vui là cái cách xã hội Việt Nam, bà con cô bác anh chị em chúng ta tám nhiều chuyện, thích mạng xã hội, chúng ta thích cái vấn đề gì nó lâu nổi bật của Việt Nam là chúng ta bu nhau, chúng ta chia sẻ, nó vui là nó vui chỗ đó. Chứ về vấn đề mà Nguyên nghiên cứu chiếc máy bay này rồi thì nó rơi là đúng rồi. Nguyên đọc tài liệu chiếc máy bay này rồi nó rơi là đúng rồi các quý vị. Nó may mắn thay là nó không thiệt mạng, tính mạng đến con người. Đó là may mắn đó, anh phi công ổng cũng nhảy dù, anh này cũng giỏi đó, anh nhảy cũng lẹ đó. Anh nói tao lái không nổi bà ơi. Hàng này là hàng hết đát rồi tao lái không nổi. Không xong rồi. Không xong là tao chịu thua rồi đó, tao chịu thua rồi. Anh nhảy dù ra thì cũng là tốt rồi. Tính mạng của anh được bảo vệ, không có người dân thường thiệt mạng thì cũng là cái điều may mắn rồi. Đó là cái điều may mắn nhất rồi. À, thì cũng cảnh cáo cho cái lực lượng không quân của Việt Nam rằng là phải kiểm tra lại động cơ những cái loại máy móc đó đã quá cũ, quá lỗi thời
Và những cái hoạt động đó nếu không may được thì tốt nhất chúng ta hãy nên cho nó đi nghỉ mệt, vì cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Đúng cái thời điểm giới hạn nó phải cần đi nghỉ mệt rồi, phải cho nó đi nghỉ mệt, cái nơi ấy bình yên đi. Đó là bản tin liên quan đến chiếc máy bay, và cho Nguyên phân tích một chút xíu, và Nguyên nhắn nhủ lại đôi lời dành tâm tình cho mấy bác ở trong quốc phòng quân đội. Cho Nguyên nói là cái nhận định của mấy bác đó, nó rất là kém. Kém ở đây không phải nghĩa là cái kém ở đây, là cái kém của Nguyên là cái nhận định về tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta mâu thuẫn với ai. Hiện bây giờ Việt Nam chúng ta hiện bây giờ chưa có kẻ thù. Nhưng cái tiềm năng kẻ thù lớn nhất và đe dọa Việt Nam bây giờ không ai xa lạ ngoài Trung Quốc hết. Ngoài Trung Quốc hết. Kẻ tiềm năng đe dọa lớn nhất của Việt Nam bây giờ chính là Trung Quốc, chứ không có bất cứ một cái quốc gia nào. Sẽ không có ông Mỹ nào đánh Việt Nam nữa, cũng không có ông Pháp nào đánh Việt Nam, cũng không có ông Đức ông nào đánh Việt Nam hết. Cái người mà có thể có chiến tranh với Việt Nam trong tương lai, duy nhất, một quốc gia duy nhất thôi, chính là Trung Quốc. Còn trong tương lai, cái sự tiến bộ của nhân loại ngày hôm nay, không có ông châu Âu nào mà đi đánh chiến tranh hết. Không có ông châu Âu nào đi xâm lược, cũng không có ông Mỹ nào xâm lược hết. Dù Nguyên nói nghe, mấy chục năm nữa, cả trăm năm nữa, Nguyên có thể khẳng định điều đó nó sẽ không có xảy ra với Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta, cái mối đe dọa duy nhất mà đáng sợ nhất, Campuchia là mối đe dọa, nhưng đó là đe dọa nhỏ, vì Campuchia vẫn yếu kém hơn Việt Nam về vấn đề quân sự. Cái mối đe dọa lớn nhất của Việt Nam chính là Trung. Trong quá khứ với trong hiện tại và trong tương lai đều là giống nhau hết, nó là Trung Quốc. Thì cái điều đó tại sao mấy ông cứ cắm đầu mua vũ khí của Trung Quốc hoài? Bang giao kinh tế thì chúng ta bắt buộc phát triển của đất nước, đó là chuyện đó chúng ta không tránh khỏi. Vì đất nước láng giềng, dân số của họ là 1 tỷ mấy, họ cần thu nhập, họ cần vật liệu, họ cần thiết đồ ăn thức uống, chúng ta bán chúng ta kiếm tiền, chuyện đó Nguyên không thể nói được. Nhưng tại sao các ông cứ cắm đầu mua vũ khí của Trung Quốc hoài? Tất cả công nghệ của Trung Quốc nó đều có những cái con chip tình báo. Tất cả công nghệ của Trung Quốc nó đều có những tình báo gián điệp của nó hết. Khi chúng ta mua vũ khí một kẻ địch trong tương lai, có phải khắc chắn là chúng ta đã đem định mệnh đất nước giao cho người ta chăng? Phải chăng chúng ta đem cái định mệnh đất nước chúng ta đi giao cho người ta? Anh đi mua vũ khí của kẻ địch, mai mốt anh với kẻ địch đánh nhau, người ta không cung cấp, người ta không bán vũ khí nữa, anh lấy cái gì anh đánh? Mà cứ cứ không có tiến bộ ở trong cái quốc phòng đó, vì Nguyên đã biết được cái tài liệu của Việt Nam mới ký hợp đồng quân sự mua vũ khí của Trung Quốc nữa. Và cứ cắm đầu đi mua vũ khí của Trung Quốc một cách không có suy nghĩ, một cách tinh vi. Cho Nguyên nói với các quý vị á, là tại sao nói về Trung Quốc, vấn đề mua vũ khí của Nga Nguyên không có phản bác, nhưng mà không mua vũ khí bây giờ. Vì bây giờ Nga không đủ sản xuất cho vũ khí cho chiến trường, lấy đâu Nga có thể bảo trì vũ khí bán cho mình, và Nga cũng không thể nào bán vũ khí cho mình trong thời gian bây giờ được. Sau cuộc chiến, Nga phải mất ít nhất từ 10 năm đến 15 năm thì cái quốc phòng của Nga nó mới hoạt động trở lại bình thường. Vì ai cũng vậy, người ta phải lo cái kho vũ khí của quốc phòng người ta trước. Sau đó thì người ta mới bán vũ khí khi người ta dư. Và bây giờ mua vũ khí của Nga đó là một cái điều sai lầm, bây giờ đã sai lầm. Trong tương lai có thể 20 năm nữa, 15 năm nữa mua vũ khí của Nga đó là vấn đề cũng bình thường. Nhưng tuyệt đối không mua vũ khí của Trung Quốc. Tuyệt đối chết sống gì cũng không. Thà mua vũ khí của Bắc Triều Tiên nó còn đỡ hơn, nói thật. Nếu chúng ta mua vũ khí rẻ thì mua của Bắc Triều Tiên nó còn an toàn hơn là mua vũ khí của Trung Quốc. Vì ít ra Bắc Triều Tiên sẽ không gài những con chip gián điệp, không có gài những con chip gián điệp cho Việt Nam. Bắc Triều Tiên cũng không phải là cái mối đe dọa cho Việt Nam. Nhưng mà Trung Quốc là cái mối đe dọa, mà mấy ông cứ tiếp tục mua vũ khí của Trung Quốc, cứ tiếp tục bang giao với Trung Quốc về vấn đề quân sự thì thôi rồi, giao trứng cho ác. Giao trứng cho ác. Và cứ tiếp tục như vậy hoài thì làm sao đất nước Việt Nam mình thoát ra khỏi sự kèm kẹp của Trung đây? Làm sao thoát ra khỏi kèm kẹp của Trung khi lúc đó